Ngày 15 tháng 9, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành dẫn đầu đoàn công tác đại sứ quán tới chào xã giao thị trường thành phố thủ đô Bangkok nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Hai bên đã nhất trí nối lại hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo tỉnh thành phố, doanh nghiệp và tăng cường các hoạt động hợp tác trên một loạt lĩnh vực và giao lưu nhân dân giữa Bangkok và các địa phương kết nghĩa của Việt Nam. Tại buổi tiếp đón đoàn công tác đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, thị trưởng Chatchat City đánh giá cao sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây với lực lượng lao động dồi dào, người lao động tay nghề cao. Có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn của Thái Lan đang tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, bán lẻ, bất động sản, v.v. Hai bên khẳng định về nhất trí cùng hợp tác trên các lĩnh vực mà địa phương hai nước có điểm tương đồng, cùng quan tâm, đặc biệt là các thành phố lớn trung tâm kinh tế như Bangkok, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, như đồng tổ chức các hội nghị hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý giao thông đô thị, chống ngập, vấn đề ô nhiễm không khí, tình trạng xâm nhập mặn, v.v. Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối thành phố Bangkok với các địa phương Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.